Ấy kìa kìa, 7 sao kìa. Bọn nào? Bọn Takeda. Ikoiki. Em Vãi cả 7 sao. không nhìn thấy. Thủ hạ của 7. em không có đấy, chả nhìn được. Nó 7 sao lận. Vãi cả đái. Thôi hết việc để làm rồi. Tống tiền ở đằng nào không? Thằng con mình 15 tuổi ra trận đi. Hồ sơ mày. Đỡ quan tên này đập đập chết Hattori. Izu bọn đang bạo loạn rồi. Đập chết tên Hattori này, tống tiền của nó xem nó chịu không? Không chịu bố này. Đập. お任せを。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 お任せ
đẩy hàng mét về Izu. Em bao nhiêu tiền một tơn rồi? 600 anh ạ. Không nhiều ấy. Chiếm được cả cái thành sau đầu kia nghèo nhỉ. Chưa, quân đội của em mà lớn quá. Đừng nó tinh, nó tinh nhuệ thế này. Đánh nhau nhiều. Tướng nó 3 sao rồi, trong khi tướng mình 2 sao. Có gần em lên đập chết Takeda luôn không? Anh sao Shinano? Anh đánh not Shinano. Em chiếm được Kuzune thì em chiếm Kuzune à? Thế không dứt điểm thằng Takeda luôn à? Anh đánh nó xong tên này à, nó không đánh anh nữa đâu. Là lúc đấy anh ngồi anh phát triển rồi, anh không phải lo nữa. Rồi thì em đẩy hẳn về. Em đánh Izune, anh đánh Sao Shinano, rồi đánh anh đánh Not Shinano à, nó chết rồi còn gì nữa. Rồi để em đẩy hẳn về đây luôn. Rồi, mẹ thằng này mẹ cháy âm dập. Thằng này là thành xây quân. Hay quá nhỉ, nó cộng giáp sẵn cho mình nhỉ. Mẹ ruộng bà reo. Có khi nên nâng cấp hết ruộng nhỉ. Có tiền thì nâng cấp hết ruộng. 9.400. Đó, nâng thôi. Quả tống tiền mẹ kinh điển. Ui giời. Vãi.
Thôi đẩy Owari rồi ôi. Dạ anh chiến tranh nhiều quá. Mày đánh vào đây mày biết chắc mày thua mày vẫn đánh à? Mày cướp lại thủ đô à? Thủ đô thủ chắc lắm. Thành của nó cao này mà. Mẹ những cái thành như này mà em ở trong thành em toàn đốt mẹ trời. Ôi thành cấp 2 mà rộng này rồi cơ. Cái thành, thành mà, bọn cái này hôm trước anh đánh lên này. Bọn này bọn thành bọn này là thành cấp 3. Thành cấp 3 bọn mày tuổi luôn, hỏi chấm. Đâu, quân phát triển từ đâu? Thì mẹ bọn này toàn Hattori nhỉ? Quân nó nấp hết mẹ rồi. Đéo biết ở đâu vậy, thì đưa hết cung vào giữa vậy. Toàn rừng. Đấy thật mẹ, đúng không? Quân Hattori ở khác. Trong này, đâu? Trong này có đạo ninja, em ít khi dùng. Chưa hiểu nguyên lý sử dụng. Ninja nào? Kiso á? Vâng. Kiso ninja gì mà chưa hiểu nguyên lý sử dụng. Em chưa biết nên sử dụng bọn ấy hiệu quả như nào. Nó có skin tàng hình đúng không? Phải, nó chia quân làm hai rồi đánh. Tướng ở bên phải. Chia quân ra nào cũng chết hết. Hai nó còn nữa từng hải quân có đủ đâu, nó mấy đạo mà 1 2 3 4 5 8 đạo ở đủ 8 đạo rồi. Mẹ chưa làm 3 hướng rồi 4 hướng luôn. Cùng đấu cùng, láo thật. Vậy. Cùng tao trên thành cho mày đấu thoải mái. Ôi ôi ôi. Mẹ đúng quân Hattori khác mẹ đến sát nhà nhìn thấy ạ. Bữa nhờ. Kéo Hashigaru về thêm đi anh. Được, điều thêm cho đạo nữa. Một đạo thôi. Đủ. Cho samurai đi thêm rồi mày. Bên kia bắn nhau tỉ thế stamina rồi. Kinh nhật mẹ vẫn cắm đầu lao lên. Chạy. Này leo không biết chết là gì luôn. Leo chưa định, leo chưa được đến nơi. Bên này rồi. Leo đến nơi rồi anh, cho lùi đi. Leo chưa được đến nơi, rút mẹ hết rồi. Úi dồi tên lửa, úi dồi lửa theo công a phòng. Chạy hết chưa? Chưa ở lâu ấy. Chưa. Thành cấp 3 vắt toàn Ashigaru đi đánh thì tuổi luôn. Ừ.
Chém bay hết quân các bạn ấy. Vẫn cố leo tường thành. Bài tinh thần cao thật đấy. Bộ tướng chưa vào. Bầu bọn nó chết hết mà bầu của anh chết có mẹ hai ba chục thằng. Ôi, sao đơ rồi? Alo? À, em đây. Để từng lít. We have captured their tower, my lord. My lord, trừ mấy bạn a glorious victory will soon be yours. Our general is in great danger, my lord. Oh, bao giờ nó làm được ra engine mới thì mới có số gan ba. Đấy, thằng tướng này leo thành khôn đấy, cấm mình đâu ra đấu tướng đâu. Tướng của nó leo ở thuộc hạng chuyên nghiệp rồi, chắc là đéo sợ rơi nào rồi. Tướng rơi leo. Đấy, bút tinh thần rồi, mẹ lên chuẩn bị mẹ chém trả đây. Bố này chạy vào tường đi, còn làm gì đứng đấy chờ. Vào dương cung bắn bắt đi. Nó leo chưa đến nơi chạy hết rồi. Bắn đi em. Bọn đang leo tường chết rồi. Khổ quá. Đang leo quay lại, đéo thấy ai leo theo mình. Bữa là nửa đội leo, nửa đội chạy. cái đội đang leo chắc ở đi mẹ luôn. Mắc chôn. Ôi thôi. Ôi thôi. Ôi mẹ. Vãi bầu hồn đi. May quá, thằng ninja với cả thằng Mesuke anh không chết. Mẹ, con chó này chỉ có 5 thằng tướng mà láo à. Cho tướng mình dình lao ra chém chết 5 thằng này. Quân tiếp viện không hiện ra, chỗ nó đứng cũng bằng thừa. Ôi, nó tấn công hết mọi hướng này. Ngon. À, quân ít quá. Thế thì bố mày chú hết ở góc. Thế thì bố mày thách họ mày luôn, ok. Nghĩ sau đợt này khi nâng cấp cái thành này lên, nếu bọn Itoiki chưa chết hết, mà mặc dù nó chết hết thì cũng phải nâng thành. Ngoài không có anh không có tiền đâu, sau đợt này còn sống thì anh nâng ruộng. Cái bọn leo thành kia mẹ tinh thần yếu ớt thì một đạo samurai thì trên đời nhưng chém cũng chết hết. Gà bi thóc xinh thế nhỉ? Loan xấu á. Bỏ loan xấu á bọn nào. Sẽ
chết bọn lo xấu quá rồi. Đây nó hai vạch nó đi toán hàng đầu cùng với bọn cung luôn. À thế à? Ở giữa đội hình cung luôn này. Thấy không? Thấy không? Đi đầu chết đầu thôi sao? Tập trung bắn thằng ấy à? Thì thằng đấy là nguy hiểm nhất. Đấy, đi đầu chết đầu. Bọn này tấn sức tấn công mạnh nhưng tinh thần yếu. Chết như dạ luôn. Vãi. Cung của nó không thèm bắn luôn này. Có một đạo Rumi bắn. Vãi à. Và Sword chưa đến nơi mày đã hết tinh thần rồi. Thôi rút rồi. Cứ đứng đó, từ từ. Chạy. Ui mẹ, bọn này kiểu gì là sợ chết tướng à? Để tướng xa vãi. Con chó mày chết với bố. Ra lùa. Ờ nhưng mà tướng không trong thành là sao? Không là sao rồi. Bọn này đâu đủ sức đánh. Bọn này đâu đủ sức đánh hết Moray của anh. Này leo được lên cái tường thành sợ đái ra máu chỉ nghĩ đến chạy. Tướng nó không vào thì mà tướng năm thằng ấy vào ăn vào tiễn chết. Chặn cửa lại. Không cho chạy. Ôi mẹ bọn kia lại hồi tinh thần rồi. Kể rồi anh. Cho ngựa đuổi theo chém tướng rồi anh. Tầm này bắt được rồi. Kiểu ngựa lao vào kìa. Mày bị điên à? Mày điên thật hay điên lắm? Giết thôi mày. Cơ hội cho tướng lên sao? 25 thằng thua 5 thằng à? Bọn mày vệ Katana Hero à? Our general is in grave danger my lord. Vãi húc thế chết rồi hai thằng. Cho Samurai retain xuống một chém anh ạ. Cho sung. Ờ thằng ngã ngựa kìa. Thằng ngã ngựa sẽ chết tiếp theo đấy mà. Còn thằng tướng một thằng thôi. Anh chó. Mày xấu hơi dài rồi đấy. Chết là đéo chết, trận này đéo chết nữa. Lùa. Lùa mà chết. Sống cũng phải vừa phải. Vãi chạy. Được kịp không? Đã được, đã kịp rồi. Mẹ, chạy như chó. Mẹ, sống dai thế à rời. Đúng thằng ấy thằng tướng luôn nhỉ. Đúng thằng tướng luôn mà. Thằng không có cái bọc sau lưng là thằng tướng. Nó không có bọc chống tên.
tên nó bắn ác quá. Về nhanh lên, con ta đang cần. Còn đạo Boronin quay lại bắn tướng nhá. Boronin này bây giờ tuổi solo tiếng Anh luôn. Vãi, hết tên à? Vãi. Boronin này 5 sao bộ. Em chết khá nhiều đấy. Mẹ, cái thanh này nó nát lắm rồi ha. Chịu đỡ tấn công rồi nhỉ. Ừ. Chịu hơi nhiều. Thôi giờ nhà nó chắc hết quân rồi. Chết thêm đã Asigaru. Vãi, sao thành này à lính chưa vào ấy. Ok, chém chết thằng dài cho anh. Này thì già. Sao đừng có nhờn với anh. Nó có một nhúm nhờn ra đuổi chứ. Em nghĩ chắc chả cần nữa. Anh đang sự cần thanh toán bọn Takeda. Có nâng thành không, em vứt cho 2000. Income của em lên 1001 rồi. Uầy, bọn Takeda kinh vãi đái. Quân mẹ toàn ấy. Anh hả? Có nâng thành Omi không? Em gửi tiền cho. Không cần đâu, cứ cầm mà áp ruộng đi. Một thằng giàu còn hơn là hai thằng đều nghèo. Không, các bạn, cái thành đấy nó gần trung tâm, anh trụ được thì nó cũng tốt. Up lên cấp 2 cũng chả được thêm bao nhiêu đâu rồi. Cái cần tiền up lên cấp 3. Từ từ ở sớm. Em phải đánh nốt cái tình cuối thì nó mới gọi là có ruộng, giàu rồi. À, em đứng đấy rồi. Rồi em giữ đất Takeda. Em đánh lên Takeda rồi em nâng ruộng lên thôi. Bọn nào đây nhỉ? Đánh Takeda đúng không? À. Takeda em cứ nghĩ nó ém quân để nó giết mình thôi, thế quá rồi đi sang đây. Mình chiếm thành chủ nó kiểu gì nó chả xuống nào nó giết lại. Nó bị điên. Hai tướng, hai bầu, ba Yari xong rồi. Đầu bầu có khi mình cũng vẫn thua. Hơn là mình hơn quân số. Ba bầu à? Hay mấy bầu ấy? Ba bầu. Đầu bầu thôi.
Đâu bao chứ làm sao. Bầu có sâu hai đoài rồi. Có hai bầu thì thua. Tinh thần vẫn cao nhỉ. Samurai mà. Sao? Tên nó cắm phần phật như thế. Quái là nó ngắm vào đám Ariasu đằng sau nhỉ? Ờ, thì nó máy nó hay đánh thế, nó triệt tiêu quân lực trước là hơn là đấu Skimit. Ngựa lên luôn nhỉ? Dựng tượng. Dựng quá chuẩn. Trong ngựa móc bầu cũng được hả? Bầu samurai. Húp rồi. Anh móc lên là ngựa nó móc anh. Ô, kéo một đạo Jack đi bên cánh về anh. Bài đánh khôn quá nhỉ. Takeda chui ngựa. Kéo đánh nhau thua. Our general is in grave danger, cho my lord. Cho cần kích tinh thần. Đấy lại kéo Jari về giết tướng. Thắng đấy, không thua rồi. Thua không sao. Cho ngựa móc cung luôn nha. Tướng nó đéo chết à? Đéo nghe thấy thông tin báo tướng chết nhỉ? Kiểu có lỗ hở trước cổng, trước mặt kìa. Lao đáng kêu luôn. Glorious victory will soon be yours. Lao toẹt. Ơi. Ừ.
Nhà thằng Hoàng thì em xui đấy, nhà mình mẹ đánh nhau suốt ngày. Mẹ ban hôm trước đánh lượt trước mẹ có êm xuôi quái không? Mẹ Hojo Takeda mẹ âm thầm mẹ nó keo xuống. Đánh. Ủa. Không tới à? Hai đạo ngựa, năm đạo Yari. Phải. Ở đâu ấy? Chả sao đâu. Rồi Samurai bầu nữa. Nhà nó bây giờ toàn samurai thôi. Chiếm được Hitachi em cũng xây dựng samurai bow. Chỗ đấy có cái nhà cộng điểm chính xác. Có hai bầu. Hai bầu mà mày chết rồi. Bầu bầu ở đạo này vậy của anh gần 5 sao rồi. What are you doing? Về gấp, về gấp. Chạy. Ơ kìa, đạo cung kia làm gì ấy? Chạy ấy. Ui vãi. Ấu ơi. Đúng quá. Lại cao đi. Cô đạo Gary bên cạnh lao lên lốt. Đừng bắn mày ơi. Chó chết. Bắn tua nhanh quá. Là anh quên tích đúp cho cung chạy rồi. Anh ăn đúng một nhịp. Đừng ăn đúng một click. Để cho nói về vị trí cũ ấy à. Bâu lên này, một bâu lên. Bâu lên thì bâu này chết trước. Đấu bâu rồi. Đạo này ra nướng đi. Đại ra làm thịt đi. Vãi. Thôi cho Yari chạy lên cùng với mẹ. Tiếng ngựa lao ra. Anh có anh cho một đạo Yari làm ra làm bị bông rồi đấy. Ngựa nó lên là một đạo Yari khác lên luôn. Gì đấy, gì đấy? Manh động gì đấy? Tấn công à? Dựng tường rồi chạy. Em nghĩ kéo về thủ đồi là xong. Đó, anh kéo về anh thủ đồi nhưng...
Anh ơi cho tướng móc bầu đi cho nhanh, nhìn hai đá bắn nhau ngứa mắt vãi. Mọi người nó tan rồi. Nhiệm vụ của tướng trận này là đi móc quân chứ không phải móc bâu. My lord, a glorious victory will chạy rồi. Chạy đánh đi. Để đạo Jerry lao vào. Tướng mẹ chưa kịp chạm đấy, cả lũ chạy hết. Đạo này không có tướng.